Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Cha Cha TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ thì đang là 6 giờ sáng của ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024. Và chúng ta đang bước vào một cái kỳ nghỉ lễ và mọi thứ khoảng độ tầm 50-70% thì cũng đã là xong rồi trước ngày nghỉ lễ. Tức là những ai cần loại thì cũng đã loại rồi. Ông Lê Viết Chữ thì đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Còn các bác có thể nhìn thấy ông Vương Đình Huệ thì đã có đơn xin thôi chức. Tuy nhiên trong cái thông báo cho ông thôi chức thì người ta cũng ghi rất rõ ông là người mà thật sự là đã vi phạm những cái điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương. Trước đây người trợ lý rất là thân thiết của ông thì ông Phạm Thái Hà thì cũng đã bị bắt giam trong cái vụ mà tập đoàn Thuận An. Chắc trong mấy ngày còn lại thì người ta cũng sẽ chọn ra những cái vị trí mới, và có lẽ để chọn vị trí mới thì Trung ương lại tiếp tục họp một lần nữa. Cái ngày mùng 7 tháng 5 có lẽ rất là quan trọng. Tôi vẫn chưa nghĩ được ra ai ngồi trên đó. Thật sự các bác thế. Thôi thì đấy là chuyện của tương lai. Còn ngày hôm nay thì tôi dẫn cho các bác một cái bài viết có thể nói là được rất nhiều người chia sẻ, copy về. Nói về Quốc hội. Và bởi một người đã từng làm ở Quốc hội. Một bài viết mà tôi nghĩ rằng là không thể không chia sẻ được. Đó là bài viết của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng. À, một người cũng khá là nổi tiếng. Thì tôi xin chia sẻ đôi điều thế này. Tu sửa lại ngôi nhà Quốc hội. Tôi chỉ dẫn nguyên văn nhé. Với quyết định cho thôi việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng chiều nay, thì triều đại của họ Vương đã chính thức chấm dứt. Đây là thời điểm để lãnh đạo mới của Quốc hội tu sửa lại ngôi nhà Quốc hội. Thế là triều đại của họ Vương tại Quốc hội. Anh dùng cái từ triều đại để chúng ta thấy được rằng là cái mức độ tập quyền nó rất cao. Một, trước hết cần sớm khắc phục tình trạng hành chính hóa quốc hội nặng nề như vừa qua. Cần áp dụng các nguyên tắc cơ bản của luật nghị viện để vận hành quốc hội. Chỉ khi vận hành thể chế đúng, quốc hội mới có thể bổ sung giá trị cho quy trình quản trị quốc gia. Hai, là những thứ thuộc về quyền hành pháp thì hãy trả lại cho chính phủ. Cái này thì thật sự là nhiều người cũng rất là suy nghĩ. Bởi vì khi làm chủ tịch quốc hội thì có những cái công việc mang tính chất là chi tiết, thì thậm chí là thuộc quyền quyết định của chính phủ. Thế nhưng mà phía của quốc hội, tức là thủ tướng, nghĩa là tức là chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, thì có những cái nó gần như là hơi thái quá, và đến mức độ người ta còn hỏi rằng là ô thì ai mới là thủ tướng nhỉ. Thì đó là chính là cái việc mà ở đây tiến sĩ Sĩ Dũng nói là những gì, những thứ thuộc về quyền hành pháp thì hãy trả cho chính phủ. Bởi vì quốc hội thì chỉ là cơ quan lập pháp, những cái gì chi tiết hóa quá thì sẽ phải để cho chính phủ thực thi, là bên hành pháp chứ không phải là bên lập pháp. Ở đây nó có một cái sự đổi vai. Và cái thứ hai này thì xin thưa với các bác rằng là trong quãng đời làm kênh của mình có rất nhiều người, nhiều bác cũng đã than phiền về điều đó. Thứ ba, bảo đảm vị thế và quyền chủ động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban. Quốc hội phiên họp toàn thể chỉ là quốc hội trình diễn, quốc hội ở các ủy ban thì mới là quốc hội làm việc. Ở đây thì có các hội đồng và các ủy ban. Thì thật sự chúng ta chỉ biết thông qua cái thông qua cái phiên họp toàn thể thì chất vấn rồi vân vân nọ kia. Nhưng mà thực tế thì các ủy ban như quốc phòng an ninh, rồi ủy ban văn hóa giáo dục, các ủy ban này mới là cái ủy ban mà làm việc. Thì ở đây cần sâu sát hơn ở cái chỗ đó, theo lời tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng. Thứ tư là tránh lạm dụng hoạt động giám sát. Quốc hội là thiết chế hoạt động theo chế độ hội nghị, thành lập các đoàn giám sát quá nhiều, không khéo thì lại vi phạm nguyên tắc này. Ngoài ra làm như thế thì anh còn gây lãng phí, gây rối loạn công việc của các bộ ngành địa phương. Thì ở đây mà cũng thật sự cái này là mình cũng khó hiểu.
Cái này là mình cũng khó hiểu. À, tức là Quốc hội là cơ quan lập pháp, sau đó thì đưa ra những các luật, các quy định, các thông tư, nghị thông tư, và Quốc hội sẽ giám sát những cái điều đó. Những cái việc lập quá nhiều đoàn giám sát thì nó sẽ có một cái điều gì đâu, bởi vì chúng ta đã có cả thanh tra này, chúng ta có kiểm tra này, và tới đây chúng ta có cả công an nữa. Nhưng mà việc này thì có vẻ như rằng là các đoàn giám sát cũng không nên quá lạm dụng. Và thứ năm, coi trọng và chăm lo cho những công chức của văn phòng Quốc hội, họ mới là người nắm giữ bộ nhớ thể chế Quốc hội, tức là cái phần hậu, chúng tôi gọi là cái phần back office, thì cái phần này để giúp cho Quốc hội vận hành. Quốc hội thì bao gồm có bình thường là 500, nhưng năm nay thì chỉ có 499 người thôi, 499 đại biểu Quốc hội thôi, và bây giờ một số người cũng nghỉ công tác rồi thì không biết thế nào, mình không biết là còn bao nhiêu. Nhưng mà cơ bản để vận hành được thì nó cần những bộ máy, thì các bộ máy ở đây là các ban, rồi là các bên văn phòng. Thì những cái bên này là cái bên mà thật sự được chăm lo hay chưa, bởi vì giúp bộ máy hoạt động chân chu thì không thể không có những con người đó. Đây là bài viết có thể nói là của ông Nguyễn Sĩ Dũng, là một trong những cái tiến sĩ, và ông nói về Quốc hội. Có lẽ nếu trước đây ông nói về chuyện này thì sẽ rất là khó, nhưng mà bây giờ thì tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp tu sửa lại ngôi nhà Quốc hội, tức là nhà Quốc hội đang có vấn đề. Và ở trong năm cái ông đưa ra đấy thì có cái thứ hai, tức là nó bị cái quyền lập pháp và quyền hành pháp đang bị lạm dụng. Cái này có thể nói tiến sĩ dùng một cái từ nó chuyên ngành, nhưng mà trong trong đảng thì người ta sẽ dùng cái từ đó là lạm dụng quyền lực, tức là công việc không phải của mình nhưng mình lại cứ chen vào. Quyền của mình là quyền lập pháp, nhưng mà có những vấn đề chi tiết thuộc về hành pháp để cho thực hiện cho đúng thì mình lại chen vào cái chỗ đó, tức là đứng không đúng vai, đứng không đúng vai của mình. Thì ở đây đấy là cái vấn đề mà trong cái phần thứ hai. Và cái phần thứ tư thì thật sự gây rất phiền hà là phần giám sát. À, qua đó thì chúng ta thấy rằng là Quốc hội và đặc biệt là các dự luật, thì tôi cũng không hiểu tại sao mà cái luật đất đai nó lại muộn như thế, nó cũng bị trễ hẹn 5 lần 7 lượt như thế. Lý do thì nhiều, nhưng mà thật sự tôi nghĩ rằng là nếu hôm đó mà Quan Trọng không không tới thì không biết rằng là luật đất đai có được thông qua hay không. Thì hôm đó bác rất mệt nhưng mà bác vẫn cứ phải đến, và việc bác ngồi ở đó thì để bác trông chờ một cái điều mà bác mong muốn từ rất lâu, đó chính là cái luật đất đai sửa đổi, phải sửa từ gốc. Bởi vì 70%, xin thưa các bạn, 70% đơn thư khiếu kiện đã đến bởi cái lĩnh vực đất đai. Đất đai 70%, xin thưa với các bác là như thế. Rồi bác Trọng đã từng nói anh em gọi nhiều người giàu lên từ đất, nhưng mà đi tù thì cũng vì đất, anh em mất nhau thì cũng vì đất. Luật đất đai thông qua rồi nhưng công việc thì rất bộn bề, vì thông qua là một chuyện nhưng đến lúc nó có hiệu lực, thông tư thực thi vân vân thì còn rất nhiều việc. Và đây là tôi kỳ vọng vào lãnh đạo mới của Quốc hội, ta sẽ sớm đưa ra cái phần liên quan đến thuế giao dịch, tức là cái phần mà đánh vào những cái giao dịch nhiều của một người trong một năm. Hai, cái phần gì? Hai là cái phần mà lũy tiến, cái phần mà thuế, nó gọi rằng là thuế chung thuế đối với những người có nhiều nhà đất, thì hai cái đó là từ cần nhất. Một là đánh vào những nhà đầu cơ nhà đất, thứ hai là đánh vào những cái kẻ mà xin thưa rằng đẩy giá nhà đất lên thông qua nhiều cái giao dịch. Thì mình mong nhất là cái chỗ nào chỗ này, bởi vì nếu không làm thì xin thưa với các bác, nếu mà không làm thì thật sự con cái cháu chắt chúng ta sau này, nếu bố mẹ nó không để lại cho nó cái nhà thì khéo cả đời nó cũng không bao giờ kiếm được một thứ đó như thế, đúng không? Đôi điều tâm sự với các bác buổi sáng, tôi hy vọng rằng chủ tịch Quốc hội mới sẽ lên và xử lý những cái vấn đề từ thể chế
như thế nào. Cảm ơn các bác rất nhiều.